Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đến với bệnh viện thẩm mỹ Nana để mình nhận tư vấn về phòng 1. Thật sự là rất là tự tin về phòng 1 của mình nên là hôm nay mình sẽ đến đây để cải thiện phòng 1 của mình. Các bạn hãy cùng đi theo mình nha. Go go. Em chào chị ạ. Em tên là Thảo, hiện tại em đang là du học sinh tại Hàn Quốc. Em đến Hàn đã được 4 năm rồi và hiện tại thì em đang học tập và sinh sống tại đất nước Hàn Quốc. Thuật chỉnh hình vòng 1 của mình. Tại vì trước đây tầm 1 năm thì em có rất là béo ấy. Nên là lúc đấy là em có giảm tầm 13 đến 14 cân. Thì sau đó thì khi mà giảm cân thì bắt đầu cả vòng ngực của mình, vòng 1 của mình nó cũng bị giảm xuống. Nên là em muốn cải thiện lại vòng 1 của mình cho nó đầy đặn hơn để sau mình diện áo bikini thì nó sẽ được đẹp hơn á. Hiện tại thì vòng 1 của em nếu mà đo vào ấy thì là chưa được A-cup. Và em muốn cải thiện vòng 1 của mình sao cho nó có thể to nhất có thể từ C đến D cup. Và em muốn diện bikini thì nó sẽ nhìn thấy rõ ngực luôn. Tin tưởng, gửi gắm cái niềm tin của mình. Thứ nhất là em có xem rất là nhiều review ở trên YouTube của các bạn Hàn Quốc và cũng như là YouTube của Việt Nam. Thì em thấy bệnh viện Nana là một bệnh viện lớn và có độ tin tưởng rất là cao. Bác sĩ làm ngực chuyên về làm ngực là rất là giỏi về chỉnh hình ngực. Nên là em đã gửi gắm cơ thể của mình cho bác sĩ. 어제 술 먹고 왔는데 술이 덜 깨끗하니까 정신 아직 돌아오지 않았네. 나중에 그 수술에 막 한 달, 두 달 못 먹으니까 미리 좀 아이고 4년 됐다 그랬죠? 네, 피팅 모드도 하고 프리랜서도 하고 대학교도 다니고 항공과예요. 네. 어울리긴 하는데 어린다고 말하기 싫다. 왜요? 왜요? 너무 좋아할 것 같아서. 감사합니다. 처음에는 코만 했죠. 근데 살이 빠지니까 가슴이 없어졌잖아요. 그래서 여자는 자신감이 없어. 자신감을 가슴에서 막. 자신감이 없어져서 자신감을 다시 찾기 위해서. 못생김 주의. 갑자기 나한테 자랑 넣는 거야? 아 개못생. 그렇게 큰 차이는 모르겠는데. 감사합니다. 세훈이 이쁘네. 똑같죠? 똑같네. 다행이다. 좋아한다. 다행. 자, 주타오님, 제가 네. 오늘 수술 되게 네. 잘 진행해 드릴 거예요. 네. 좀 큰 가슴 좋아하시네요. 네. 네. 약간 대단한 사람들이 약간 네. 최대한 크고 싶고 막. 할 수 있는 한 최대한 크게 네. 그래서 D컵 이상 이렇게 말씀하셨군요. 네. 큰 사이즈가 네. 어디서 나오는 거냐면요 내 네. 몸의 크기에서 나와요. 네. 지금 내 몸이 보니까 키가 커요. 평균 여성, 일반적인 여성의 평균 키에 비해서 큰 편이고 거기에 따라서 흉곽의 크기, 흉곽의 네. 넓이도 좀 넓은 편이에요. 그러다 보니까 다른 분들에 비해서 좀 더 크게 넣어도 괜찮아요. 그러면 400cc 뒤에서 4D 정도 하는 걸로 하고요. 밑선 절개로 하면 예쁘게 안전하게 잘 진행될 수 있습니다. 이분은 피부가 조금 얇으신 편이고 새가슴이 조금 있으신 편이세요. 그렇기 때문에 수술 방법은 듀얼 플레임 플러스라는 수술 방법을 활용을 해가지고 보유물이 들어가는 것이 피부 밑이 아닌 근육과 근막으로 감싸진 포켓에 이제 삽입을 할 거고요. 그리고 새가슴이 있으신 편이기 때문에 가슴골 박림, 그러니까 가슴골 모으는데 조금 특별히 신경을 써가지고 수술하고 나서 가슴골이 최대한 많이 보일 수 있게 그렇게 수술을 진행할 예정입니다. 그리고 수술 후에 원하시는 가슴 사이즈가 상당히 큰 가슴을 원하시더라고요. D컵 이상 신체에서 넣을 수 있는 최대 사이즈인 400cc 보형물을 사용을 할 거고 효과를 극대화하기 위해서 보형물 타입은 돌출이 많이 된 울트라 하이 타입의 보형물을 사용을 할 예정입니다. 수술 잘 진행해 드리겠습니다.
À, nãy thì em có nhận tư vấn của bác sĩ thì em muốn, cá nhân em muốn là to nhất có thể. Nên là bác sĩ đã nói là tại vì cơ thể của em ấy là cái xương của em là to, nên là bác sĩ có thể đút tầm đưa vào tầm 375 đến 400cc thì sẽ ra được cỡ D hoặc là full D. Thì em quyết định là em sẽ làm túi Bella Gel của Hàn Quốc, thì bởi vì là cái túi đấy là cái túi mà lúc mà em sờ nắn ấy là nó mềm nhất với cả nó giống người thật của mình nhất, nên em quyết định làm từ đấy. Bây giờ mình sẽ đi lên phòng ngủ thật nha. Go go. 2 hours later. 목이 너무 아파. 가슴 느낌이 없어. 아프지 않나 본데 그래도. 아프지 않아. 그냥 뻐근한 정도로 느낌이 없어. 지금 제일 힘든 거. 제일 힘든 거는 마취는 안 깨서 목이 너무 아파. 안 하나도 안 아픈데 그냥 뭐가 무거워. 가슴이 생기니까 무거워. 어떤 게 생기니까? 응. 가슴이 생겼어. 근데 눈이 안 떠져. 말할 때는 약간 좀 찌릿찌릿한 느낌. 그 정도? 어? 떠졌어 눈. 어. 어이. 세상에 밝아. 그럼 여보 안녕. 안녕. 안녕하세요. 오늘은 가슴 수술 3일차 타오라고 합니다. 수술하고 나서 당일 퇴원했고 친구들이랑 집에서도 살구수술도 시켜먹고 약도 먹고 인사생활은 아무것도 불편한 건 없었어요. 통증 그냥 누웠다가 일어나면 약간 좀 조금 찌릿할 것 같아요. 여기 절개 부위에서. 퇴원하고 나서 모양이 엄청 예쁜데 근데 다음 날이 엄청 부었어요. 한 두 배로? 지금까지 타오였습니다. 이 편에서 만나요. 구독과 좋아요, 알람 설정까지 사랑합니다.